Thuy Nga xin cùng trở lại với quý vị ngày hôm nay với Chef Khai Duong của nhà hàng Ana Mandara. Hôm nãy chúng ta đang theo dõi những cái hình ảnh nấu từ Việt Nam, giúp những em bé học bổng làm sao, rồi cho những người homeless ở San Francisco. Thì bây giờ chúng ta xin trở lại chương trình với lại mục đích là làm sao ăn khỏe, ăn vui. Thì như quý vị biết đó là ở Hoa Kỳ, cuộc sống của mình nhiều lúc bận rộn quá, mình đi về nhà rồi mấy em bé thì lại quen coi tivi hay chơi game, cho nên thường thường mình nấu ăn xong mà mình kêu con mình xuống ngồi một cái bàn together ăn đó thì nó rất là khó. Có nhiều em cầm miếng pizza vừa ngồi vừa chơi game, vừa ngồi vừa ăn, phải không thưa anh? Cho nên đối với anh đó, thì anh nghĩ rằng là khi mà mình nấu ăn đó, hay là mình sửa soạn một món ăn đó, thì mình nên làm những cái gì để cho mình hấp dẫn, không những chỉ có ông xã bà xã ngồi ăn với mình hay cha mẹ mình ngồi ăn với mình mà những đứa con của mình cũng ngồi mà enjoy the meal together với gia đình. Thì cái đầu tiên á, cái mà technique á là thì Nga biết làm gì không, là mình dạy cho con nó nấu ăn chút xíu, có nghĩa là con đụng cái này cái cá này cái thịt cái rau nó tươi nó thế nào, mình có nghĩa là mình explain cho nó một chút đỉnh nào đó, thì thành ra nó hiểu khi mà thức ăn nó trở thành rồi đó thì nó sẽ thử trở thành một người nếm thử đầu ăn, giống như là credit đó, tiếng Mỹ đó là coi như ăn nói là ngon hay dở, cho nên vì lý do đó cho ba mẹ khi biết mà nó rồi. Ngồi ăn đó thì nó sẽ nói những cái idea của nó, ba cái món này ngon món này dở vì lý do gì, nó sẽ đưa ra ý kiến. Tuy cái đó thì từ cái đó mình sẽ hiểu được những cái idea, những cái gì mà nó thích thì mình sẽ chế biến ra những cái món ăn cho những đứa nhỏ như vậy. Hầu như là anh đã có kinh nghiệm, có hai đứa con rồi, em cũng thấy rồi. Cho nên con của anh ăn rất rành, khi mà nó nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn ngồi hết gia đình sum họp lại rồi nó sẽ nói ra đồ ăn, cho nên cái đó là làm cho nó rất mong muốn để mà được ngồi nơi bàn có ăn nghĩa luôn. Là mình phải nên giới thiệu món ăn chứ mình không có chỉ có là mình đem cái tô phở mình nói ồ đây là ăn phở đi, mà mình phải giới thiệu cho nó Mình trước nói để cho chút đỉnh về phở với lại làm để như cho vậy nó để cho hiểu. nó cảm thấy nó cũng có trách nhiệm, phải không Đúng anh? đúng nó, em nó, nói nó, rất đúng, nó cái có cái điều trách đó nhiệm là trong nó đó có chính trách nó nhiệm, nữa. cho nên khi mà nó ngồi ăn đó thì nó sẽ nói chuyện với mình về phở để đưa nó đưa nhiều cái idea ra cho mình, rồi mình công nhận từ đó ra, rồi mình có thể explain cho con vì lý do gì, thì cái đó là những đứa con nít nó rất mong muốn để mà nó được ăn nhiều và nó thử đồ ăn. Và anh Khải cũng đã có nhiều lần cùng nấu ăn trên một cùng chung một cái bếp với một trong những người sếp nổi tiếng ở trên TV, đó là sếp you can cook, Giang can cook. Giang Giang can cook, thì Nga xin lỗi, Giang can cook là người sếp mà người Trung Hoa, người Chinese sếp phải không ạ? Thì khi mà anh nấu với ông đó thì anh nghĩ rằng là giữa anh với ông đó anh học được, ví dụ như anh học được ổng ở cái gì nhưng mà ổng có đã học được anh cái gì? Anh học được mối tình rất nhiều, mối tình với anh là người bạn thân, hay anh em hay đi qua Việt Nam nấu ăn chung. Mối tình có một cái được trời cho, nấu ăn rất nhanh, dao sử dụng rất nhanh, rất tài, là người trên tivi rất hay. Còn về nấu ăn mà basic chắc chắn đó thì anh là rất rành, rất giỏi về cái đó. Cho nên khi hai Có bạn nghĩa là về nói đó về thực nấu tế chung đó với nhau thực tế đó thì là anh Khải, nhưng mà nói về show off show off mà á có thì kỹ thuật Martin chút với xíu anh đó rất thì mà chị giỏi, dặn. giống như là một nghệ sĩ trên tivi vậy. Wow. Và anh cũng đã có một lần nấu cho cựu chủ tịch nước Nga, đó là Gorbachev, thì Nga có được biết. Thì lần đó anh nấu món ăn gì cho ông Gorbachev? Thì lần đó anh nấu đơn sơ những cái món mình kêu là pasta appetizer vậy thôi, thì cũng đồ Việt Nam mình, chả giò hay là chảo tôm, những cái món đơn giản vậy thôi để mà introduce cái đồ ăn Việt Nam của mình cho ổng, thì ổng rất thích. Rồi có những lần anh đi về Việt Nam đó, anh cũng có cùng nấu với những người đầu bếp ở Việt Nam, rồi anh đi tới những cái làng, anh có kể là anh có những cái món hay những cái gì mà lạ đối với anh, hồi đó đến giờ anh nghĩ là ở đây mình ít biết mà chỉ có những cái làng nhỏ nó có những cái món gì, bây giờ anh có thể chia sẻ với quý vị. Thì những cái món mà dân dã bên Việt Nam mình nó giống như là cá lóc bọc với lại đất sét và họ nướng lên, những cái đó là lạ với lại dân dã của mình, những cái món đó ăn rất ngon mà rất hay. Như ví dụ ở anh về dân dã Cần Thơ thì họ bắt những cái con ve non đó, họ nhét đậu phộng vào rồi lăn bột rồi chiên ăn.
anh rất thích những cái món đó. Mà ở bên Mỹ này mình tìm không có. Rồi anh nghĩ rằng là ví dụ như ở Hoa Kỳ này đó, cái thường thường mấy em nhỏ hay những cái món đó là món dân dã ở ở Việt Nam, nhưng mà Hoa Kỳ thì nói về dân dã thì có thể phải nói là mac and cheese, hamburger là những cái món hay ăn của người người thường dân ở, ở Hoa Kỳ. Thì ví dụ như mac and cheese mà muốn làm cho sao cho nó đỡ có bơ hay sao, anh có cái trick gì để cho, tại vì đó là một trong những món ăn mà nhiều mấy em thích lắm. Thì mấy em thích, lâu lâu anh cũng biến chế những cái món đó cho con anh ăn. Như ví dụ macaroni and cheese thì anh nấu, mua những cái chi ngon hơn, mắc tiền hơn chút xíu, về anh nấu với lại rượu, rượu cho chắc chắn, cho nó tan cái chi, rồi anh bỏ cái macaroni vô đó, trong đó trộn thì ăn nó rất ngon mà rất đặc biệt, cho nên đồ ăn nó đỡ hơn những cái cheese mà mua rẻ tiền. Ok, rồi khi mà nói về món ăn gọi là healthy food đó, thì khi anh đi tới ví dụ như nước Pháp, người Việt mình gần như là rất, cái tradition của mình rất là gần gũi với nước Pháp, đồ ăn của mình cũng rất là gần gũi với nước Pháp, thì nhưng mà chỉ có là Tây đó thì người ta cũng dùng mỡ nhiều phải không anh, người ta dùng cheese nhiều, ăn món ăn nào cũng cheese hết, thì món ăn nào của người Việt Nam mình, ví dụ như mình nói là món sang, ví dụ như chả giò cũng có dầu đi, mà có cách nào mà anh làm những cái món đó mà để cho nó có cái vị Tây, để cho mình decorate Tây hay sao, để cho cái món ăn mình cho nó healthy nhưng mà phải nhìn đẹp, ví dụ như vậy. Em phải nhớ một điều này, Tây họ ăn cái gì họ cũng bỏ bơ nhiều, bơ sữa vào nhiều, mà nhưng thực tế ra đó là họ không có ăn nhiều lắm đâu, và tại vì họ bỏ bơ nhiều, sữa nhiều, họ nấu nó đã bay hết tất cả những cái chất bổ đó đi rồi, cho nên khi mà mình ăn vào nó rất ngon mà nó không mập gì lắm. Còn về em nói những cái món mà mình ăn thì mình nướng sơ sơ, những như ví dụ chả giò thì mình phải deep fry thì cái bánh tráng mình nó mới giòn, thì mình đổ dầu ít vô, mở lửa nhỏ, từ từ mình chở nó ra, dầu nó không có thấm vào chả giò nhiều. Thì đó là những cái trick mình có thể làm được chút đỉnh. Ok, nhưng mà ví dụ như một cái người sếp như anh là một người sếp nổi tiếng nè. Nổi tiếng thì đương nhiên người ta nói cũng làm giàu cũng nhiều lắm phải không? Nhưng mà mình phải có trách nhiệm làm sao để cho mình make sure là khách hàng của mình, những người tới ăn không có bị đau bụng. Tại vì mình làm sao mà mình phải có cái trách nhiệm khi mình nấu nướng, thì anh nghĩ cái trách nhiệm của người đầu bếp là cái trách nhiệm gì cao mình phải chú ý nhất? Vệ sinh. Vệ sinh với lại đồ tươi. Là đồ lúc nào cũng phải trong tủ lạnh ra, chứ không để nằm ngoài được. Là những cái đó vi khuẩn nó sẽ lây truyền rất nhanh. Cho nên những người đầu bếp nấu là phải đồ tươi, và những cái thớt phải sạch sẽ lâu, sạch sẽ từ cái con dao cũng vậy. Thì họ sẽ prepare những cái món ngon cho khách mà khách ăn không có bị bệnh. Rồi khi mà anh run một cái nhà hàng như vậy đó, anh đâu có nấu hoài ở đó đâu, phải không? Thì làm sao mà mình... Tại vì Thùy Nga có mấy lần dẫn mấy cháu đi ăn, hay là chính mình đi ăn, mình ăn xong mình về mình bị đau bụng. Mà nhà hàng cũng rất là sang, cũng rất là ngon. Thì không biết là, ví dụ như anh thường thường mình đã ăn mà mình nghĩ về food đó, thì có cái loại thức ăn hay là thức uống nào đó mà mình uống vô cho nó, hay là mình ăn lại cho nó cho mấy cái poisonous nó ra không, chống lại không? Nó đúng ra nè, anh nấu cả 11 năm nay rồi, chưa có ai bị bệnh đau bụng hay là gì, cho nên anh cũng chưa biết cách thuốc để mà uống vào. Tại vì xong thai người ta nói ô uống ly nước chanh hay là uống ly nước gừng, ví dụ vậy, những cái món ăn như vậy, cho nên Thùy Nga cảm thấy là nước gừng thì tốt nhất. Nước gừng là tốt nhất. Đúng. Sao quý vị thấy không? Ăn nhớ nha, mấy ai làm đầu bếp phải giúp giùm chúng tôi là phải sạch sẽ, phải đồ ăn tươi. Để cho khán thính giả được có một cuộc sống. Tại vì hai cái, thứ nhất là mình ăn như vậy mình sống không có khỏe, mình có thể bị bệnh, bị đau bụng, là mọi người lớn thì chịu nổi, chứ những em bé là có thể sẽ phải vô bệnh viện, rồi phải chuyền nước biển, rất là tội nghiệp. Cho nên hy vọng là quý vị đang ở nhà nấu ăn cũng vậy, khi mình ăn xong thì mình nấu ăn thì mình cũng phải rửa tay khi mình nấu, phải đúng, không lúc anh? Lúc nào cũng phải rửa tay, chứ không phải là mới vừa đụng cái gì đó trong cái tay đó. Nó sẽ truyền vào đồ ăn rất nhanh. Thì ngoài cái vấn đề mà gọi là sống khỏe, sống vui, chúng ta cũng đã đi đến sống trách nhiệm. Như hồi nãy anh Khải có chia sẻ là anh cũng có trách nhiệm giúp lại những cộng đồng, thì riêng anh Khải
Anh nghĩ rằng là trong mười mấy năm là một người đầu bếp cũng như là một chủ nhân của một nhà hàng lớn như vậy, thì điều gì là điều quan trọng nhất để sống vui, sống khỏe và sống trách nhiệm riêng đối với anh? Mình sống thực tế với lại cái trái tim của mình. Mình phải nghĩ cho cái xã hội, mình phải nghĩ cho những người khác, không phải là riêng cho mình. Đó là cái điều mà quan trọng. Mình có thể sống vui, sống khỏe và sống có trách nhiệm. Cái điều đó là mình phải làm trong cái thế giới ngày hôm nay, là mình phải cho, mình phải tặng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và một câu nói thật chí lý, phải không quý vị? Cho và tặng, đó là hai câu nói mà người Mỹ người ta cũng nói, just give. Christmas time là just give. Đừng có nghĩ là mình nhận, mà mình chỉ give thôi, phải không? The more mình cho đó, the more mình sẽ nhận. Cái điều đó là trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin cảm ơn Chef Khải Dương. Mời quý vị cùng chúng tôi đón chào những cooking show sau này cùng với nhà hàng Chef Khải Dương, để chúng ta ăn những món ăn thật khỏe và cả gia đình của chúng ta sống thật vui.